Hết hợp đồng thì vàng khoan nó kêu ra nghiệm thu cho nó rút vàng khoan lên. Rút vàng khoan lên là coi như nó phụt luôn á. Đúng rồi, 1 giờ hôm qua, 1 giờ trưa. Nó mới lên rồi nó lên 4-5 thước, rồi lên 6-7 thước, lên 7-8 thước, lên tới mười mấy 20 thước luôn. Theo ghi nhận ban đầu của chúng tôi là đây là một hiện tượng tự nhiên. Trước kia ở đây, cũng ở khu vực này cũng đã xảy ra một cái hiện tượng tương tự như vậy. Nhưng mà cái mức độ thì nó chưa cao, không có phun cao như bây giờ. Có thể ở dưới đó là có đang có một hình thành, có một cái dòng sông ngầm nó chảy. Và khi mình khoan nước, khoan trúng cái mạch đó thì áp suất ở dưới nó sẽ đẩy lên. Đang nhờ Sở Khoa học Công nghệ và Sở Tài nguyên Môi trường về để kiểm tra cái giếng khoan này. Tôi cũng lưu ý với bà con ở đây là chúng ta không nên hoang mang hay là có những cái đồn đại suy đoán. Nó không có căn cứ khoa học.